Messi gửi tâm thư cho U23 Việt Nam và người hâm mộ. Là siêu sao được cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng nghịch lý thay, ở quê nhà Argentina thì không ít lần Messi bị chỉ trích, bị tẩy chay, bởi thế anh rất ghen tị với U23 Việt Nam. Kính gửi toàn thể những cổ động viên bóng đá đáng mến Việt Nam. Tôi là Messi, tên họ đầy đủ là Lionel Andres Messi, quốc tịch Argentina. Hiện đang làm nghề bóng đá thuê cho câu lạc bộ Barcelona Tây Ban Nha. Đầu thư tôi hân hoan chúc mừng thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi tự hỏi không biết chuyện hoang đường gì đang xảy ra tại giải đất hình chữ S. Đêm qua tôi nghe rõ tiếng nồi niêu xông chảo, tiếng trống phách la thanh, tiếng kèn xung quanh trận, tiếng hô giày đất. Tiếng mọi người lạc đi vì cứ hô mãi Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Quả thực chỉ vì những người bóng đá chuyên nghiệp mới hiểu rõ cái không khí thành thánh đó tạo động lực khủng khiếp như thế nào cho những đôi chân, những trái tim và khối óc các tuyển thủ đang căng sức trên sân. Nói thực tôi có chút ghen tị với họ, những chiến binh người Việt trong đội tuyển U23. Họ thật may mắn vì phía sau có đến 90 triệu cổ động viên rì mề một cách điên cuồng và cực kỳ đáng yêu như vậy. Thứ hai, các bạn biết không, tôi là cầu thủ cũng đã có thành tích ở cấp câu lạc bộ. Tại Barca, chúng tôi có nghề nghiệp chính là quanh năm đi ẵm cúp vô địch. Nói đơn giản là đá đâu thắng đó. Tôi cũng đã ghi vô số bàn thắng, nhưng số tôi đen đủi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà về đội tuyển quốc gia, vận may cứ ngoảnh mặt mãi. Lần gần nhất tôi được ngửi mùi vô địch ở cấp đội tuyển cũng đã chẵm 10 năm. Năm 2008, chúng tôi kiếm được chiếc huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhưng thi Olympic thì các bạn biết rồi, ở đó có hàng trăm môn thể thao với bao nhiêu huy chương vàng khác, vì thế vô địch giải trẻ này cũng không phê pha lắm. Thật trùng hợp, năm đó các bạn cũng vô địch AFF Suzuki Cup. Gần đây thì tôi cũng mới được an ủi phần nào khi góp hai bàn thắng quan trọng đưa Argentina vào World Cup 2018. Vì thành tích rất hiếm hoi như vậy ở cấp đội tuyển, tôi rất tâm tư. Trình độ của tôi và các đồng đội ở đội tuyển Argentina, các bạn cũng biết rồi, không đơn giản tí nào. Ấy vậy mà khi gặp những đối thủ cùng khu vực như Nam Mỹ, chúng tôi vất vả vô cùng. Đội tuyển Argentina đã mấy lần vào chung kết Copa America mà toàn về nhì. Sau khi thánh Maradona giải nghệ, người ta trông cả vào tôi. Nhưng cái bóng của Maradona quá lớn, tôi loay hoay mãi vẫn không vượt qua được. Ông ấy một mình gánh team, thậm chí dùng tay chơi bóng vẫn đưa được đội tuyển đoạt cúp thế giới. Tôi học theo ông ấy nhưng có lúc đã tuyệt vọng. Đã nghi ngờ năng lực của bản thân, đã tuyên bố giã từ đội tuyển. Ấy thế mà muốn từ chức cũng chẳng được, không có ai gánh trọng trách Maradona để lại, tôi lại phải cắn răng cày cuốc. Nhưng bao nhiêu năm, đừng nói đến chức vô địch thế giới, vô địch Nam Mỹ chúng tôi cũng chưa được nếm qua. Ở Nam Mỹ vẫn còn đó người Brazil, người Ecuador, người Chile, họ chẳng nhường nhịn ai hết. Nói chung tôi vẫn mơ về một ngày nào đó rinh được cái cúp giúp cho người dân bớt khao khát sau thời của ngài Maradona. Mặt ra cuộc sống khó khăn, bóng đá khó khăn quá. Có thời gian cổ động viên Argentina còn quay lưng gây áp lực lên tôi vì họ nghĩ rằng tôi chỉ đi đá thuê cho các câu lạc bộ là tài. Các bạn nghĩ xem, họ nghĩ vậy có khổ tôi không? Thứ ba, hôm qua tôi nhìn thấy một rừng cờ đỏ, một rừng cánh tay, gương mặt, nụ cười. Nhìn thấy trên báo chí hình ảnh của Quang Hải, Văn Thanh ưỡn ngực hiên ngang. Họ đá như điên cuồng, đưa U23 vào chung kết một tầm giải cỡ châu lục. Mà sao tôi thèm như thế? Các bạn bây giờ đã ít còn nhắc đến tôi, ít bình luận về các pha đào bóng như ràng lạc, xôn xao về các cú lừa sắc bén như dao cạo, những cú đánh lừa hào môn, thủ vệ, nội đình, nội đám của tôi. Trong lòng các bạn bây giờ chỉ có Hải, có Dũng, có Thanh, có toàn đội U23 và cả huấn luyện viên Bác Hàng Treo. Tôi dù có đôi chút chạnh lòng nhưng không thể không chúc mừng các bạn một cách nồng nhiệt và chân thành. Mỗi bàn thắng của U23 Việt Nam thì nhân viên được thưởng 1 triệu đồng. Một công ty tại Hà Nội đã thưởng cho nhân viên 2 triệu đồng kèm theo chế độ nghỉ dưỡng tại Vĩnh Phúc trong 2 ngày sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Qatar tối ngày 23 tháng 1. Sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Qatar thì giám đốc một công ty tại Hà Nội đã thưởng cho mỗi nhân viên 2 triệu đồng. Đây là câu chuyện được bàn tán trên mạng xã hội nhiều nhất trong những ngày hôm nay. Sau khi mà U23 Việt Nam thắng U23 Qatar ở vòng bán kết U23 châu Á, thì giám đốc tại công ty Hà Nội này đã thưởng nóng cho mỗi nhân viên mỗi người 2 triệu đồng, tương ứng với 2 bàn thắng trong trận đấu tính đến phút 90. Thông tin này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nếu công ty của mình cũng làm như vậy thì vui biết mấy nhỉ, tài khoản NK viết trên Facebook.
Trước đó thì lãnh đạo công ty thông báo rằng mỗi bàn thắng của đội tuyển U23 Việt Nam thì nhân viên sẽ được thưởng 1 triệu đồng. Toàn bộ nhân viên được nghỉ thêm 2 ngày là ngày 24 và ngày 25 nếu như U23 Việt Nam thắng để đi du lịch, nghỉ dưỡng tại Vĩnh Phúc. Trả lời VTV thì ông Nguyễn Việt Tiến là giám đốc của công ty đã xác nhận sự việc trên và ông cho biết tinh thần của nhân viên rất vui vẻ phấn khởi nên sẽ có những ngày làm việc tiếp theo hiệu quả hơn. Quyết định này có mục đích là cổ vũ tinh thần bóng đá của người hâm mộ, làm cho nhân viên thoải mái trong dịp cuối năm. Quyết định này được đưa ra sau khi đã tính toán cân đối khả năng thi đấu của đội tuyển Việt Nam, năng lực tài chính cũng như số lượng nhân viên với hơn 10 nhân viên, ông Tiến nói. Bày tỏ cảm xúc sau khi theo dõi trận bán kết thì ông Tiến cho hay bản thân ông và toàn thể nhân viên trong công ty đã vỡ òa trong những giây phút lịch sử. Chúng ta đã vượt lên tất cả bằng tinh thần chiến đấu ngoan cường, Quang Hải và các đồng đội vẫn vững vàng tiến bước trước bao nhiêu sóng gió để lần lượt tiếp nối những kỳ tích, ông giám đốc trẻ chia sẻ. Trước đó thì dân cư mạng cũng đã phát sốt với thông tin một công ty khác tại Hà Nội cũng đã đưa ra quyết định là cho nhân viên nghỉ 2 ngày. Công ty làm việc tại Đà Nẵng thì mở tiệc chiêu đãi nếu như U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu với U23 Qatar. Không chỉ có các công ty, một số trường cấp 3 cũng chủ động cho học sinh nghỉ học. Nhiều trường đại học lớn tổ chức cho sinh viên xem bóng đá tại hội trường lớn. Cụ thể như trường Trung học Phổ thông số 1 Yên Dũng Bắc Giang, trường Trung học Phổ thông Thái Phiên Hải Phòng, cho toàn bộ học sinh nghỉ học để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tiền vệ Qatar, đội Việt Nam thi đấu bằng cả trái tim và đam mê. Ôn Emadi thừa nhận Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng trong trận bán kết giải U23 châu Á hôm 23 tháng 1. Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu rất tốt và xứng đáng có bàn mở tỷ số. Nhưng sau đó thì đội Việt Nam chơi bằng cả trái tim và đam mê. Họ san bằng được cách biệt tới hai lần. Điều này khiến cho chúng tôi bất ngờ, dù biết trước là họ đã từng làm được điều tương tự. Ôn Emadi chia sẻ trong trận đấu. Qatar mở tỷ số ở phút 39 nhờ quả đá phạt 11m thành công của Afam Afid. Nhưng tới phút 69 thì Quang Hải tận dụng việc hậu vệ của đối phương phá bóng không dứt khoát, đá bôi bằng chân phải cạnh thành cân bằng tỷ số. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 3 phút thì Qatar lần thứ hai vượt lên dẫn trước nhưng cũng chỉ cần thêm đúng 2 phút. Quang Hải đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú dứt điểm đưa bóng đi vòng qua thủ môn đối phương vào lưới. Trong 30 phút hiệp phụ thì không có thêm một bàn thắng nào được ghi, khiến cho hai đội phải nhận định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Quang Hải đã hỏng ngay loạt đầu tiên, nhưng Tiến Dũng đã để được hai pha đá 11m của đối thủ để giúp cho Việt Nam chúng ta giành chiến thắng 4-3 và chơi chung kết giải U23 châu Á. Chúc mừng Việt Nam, họ là một đội chơi tốt hơn, hy vọng chúng tôi có thể học được kinh nghiệm từ trận đấu này và trở lại một cách tốt hơn. Ôn Emadi nói thêm, thua Việt Nam thì Qatar sẽ tranh giải 3. Đây là cơ hội để đội bóng này trả món nợ với Hàn Quốc tại bán kết giải năm 2016 khi họ được chơi trên sân nhà. Chúng tôi sẽ đá hết mình trong trận tranh giải 3 để có được kết quả tốt nhất. Đội trẻ cố gắng rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong trận đấu với Việt Nam, Ôn Emadi nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có tương lai tốt hơn. Xin chúc mừng Việt Nam, chúng tôi khởi đầu tốt và có bàn tỷ số nhưng không may mắn ở giải đấu này. Báo Trung Quốc tiền không mua được thành công như Việt Nam. Trang Sina ấn tượng với cách mà thầy trò Park Hang-seo đã liên tiếp đánh bại những đội bóng Tây Á, các quốc gia giàu có hơn hẳn ở Việt Nam. Trọng tài đã trao một quả phạt đền cho Qatar ở bán kết U23 châu Á, nhưng Việt Nam vẫn cuốn phăng đối thủ, phóng viên Kỷ Ngọc Dương viết trên Trang Sina. Ở bóng đá châu Á thì tiền không thể mang lại thành công như Việt Nam. Những người đã rất chú trọng đào tạo trẻ trong ít năm gần đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam bắt đầu hưởng trái ngọt sau 7 năm xây dựng và hoàn thiện trung tâm đào tạo trẻ. Trên hành trình vào chung kết U23 châu Á, Việt Nam đã đánh bại Australia và Qatar là những ông kè của bóng đá khu vực. Với nền kinh tế phát triển, họ cũng đi trước Việt Nam một bước về hệ thống đào tạo trẻ. Phóng viên Sina ấn tượng với đặc điểm đặc biệt này, Kỷ Ngọc Dương viết tiếp. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã làm gì trong những năm qua? Những đồng tiền được chi nhỏ giọt đến từng xu và câu trả lời cho cách làm ấy đã thể hiện rõ ở giải này. Hãy suy nghĩ cẩn trọng nếu không muốn bị tụt lại. Đồng tình với quan điểm này, phóng viên Thẩm Vĩ phân tích, sự phát triển của bóng đá trẻ và đẳng cấp của giải vô địch quốc gia gần như không liên quan gì đến nhau. Trung Quốc đã làm nhiều cách để thức tỉnh nền bóng đá trong nước. Với sự bổ sung nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới nhưng ở cấp độ U23, họ không mang gì đến ngoài tiền và phí hoa hồng cho các tay môi giới. Phóng viên Đồng Vũ Trì nêu quan điểm, Việt Nam lọt vào chung kết U23 châu Á không phải là sự tình cờ.
Gần 10 năm kể từ khi nước này bắt đầu chăm lo phát triển những cầu thủ trẻ thì hôm nay họ đã thu được thành tựu. Ông trời không phụ lòng người, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bên cạnh thành công của Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á thì bóng đá Đông Nam Á còn gây ra tiếng vang lớn ở vòng loại AFC Champions League khi Jared Nedrod của Philippines đã thắng Brisbane Roar của Australia với tỷ số 3-2 hôm ngày 23 tháng 1. Tại vòng play-off thì Jared Nedrod đã gặp Thiên Tân Quyền Kiện là đội bóng giàu có của Trung Quốc Super League.